Hello các bạn, xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Cát Nguyễn Channel đây. Hơn giới thiệu game nữa. Thì mới thay qua nhông dĩa này xong. Nhông xin dĩa này là 10 ly nha các bạn. 10 ly, thay vô rất là đều nha. Quay là không có vũ gì trơn nha bạn. Các bạn thấy không? Không bao giờ vũ. Đây là con nhông xin dĩa cao cấp của mình. Trong mình dĩa này thì gì? Được gì sản xuất Thái Lan nhưng mà theo mình biết thì tại Việt Nam thôi, hàng Việt Nam chất lượng cao đó chứ không có Thái Lan đâu, không có từ Thái đâu. Nhưng mà bộ nhông dĩa này xài rất im các bạn. Là mình quay bánh nè các bạn thấy không, sên nó không có vũ, sên không vũ nha, sên 10 ly đó. Thì nói về cái này mới nói cái này hàng chất lượng có khác. À, các bạn thấy cái cảo sên của mình không? Nó bị cong luôn nè, thấy không? Mỗi lần gắn bộ sên này vô là phải đi mua cây cảo mới, cong luôn nè. Như thế này là đâu có còn xài được nữa. Nó rất là cứng nha các bạn, sên này rất cứng. Cứng dữ lắm, cứng luôn. Mỗi lần cảo là đau tay luôn á. Cong luôn nè, các bạn thấy cái cây không? Nè, cái cây đây nè, thấy không? Cái cây này là để cho nó cảo cái mắt sên ra. Mà giờ nó cong luôn nè, thấy không? Hồi nãy nó dư 4 mắt. Sên này mình gắn vô xe này thì sên 106 mắt. Nhưng mà nó dư hết 4 mắt. Là chiếc xe này xài sên 102 mắt. 102 mắt. Chắc cái gấp này là cái gấp của quen pha đời sau. Mình pha đời sau gấp vô. Đó. Nên thằng này quen pha đời đầu nha các bạn. Quay lớp trắng à. Quay đời đầu thì nó 100 mắt nhưng mà cái này chắc xài gấp của thằng quen pha đời sau. Sên quá chị em luôn. Đó. Gấp mày máy vô, mày máy dư 4 mắt, cắt sên. Cắt cong luôn cái cảo luôn. Cong cái cây này là rồi đó. Không có uống éo đập gì lại cho nó ngay được nữa là bỏ. Nè các bạn thấy không? Lúc lắc nó cong gì nè, mới mốt là khỏi cảo luôn. Cảo nó đâu có ngay bên cái lỗ bên này để cho cái mắt sên nó ra đâu. Đó là dục cây cảo, đi mua cây cảo mới. Xong phim. Thay qua nhông xin dĩa lỗ cây cảo. Thôi. Chơi này rất nhiều nha các bạn. Đó, các bạn thấy không vũ luôn không? Đây, là mình tăng sên là mình canh là cộng sên nó ngay khoảng là 99,9% luôn nha các bạn. Sên rất ngay. Giữa gấp này kia là không có đụng vô cái bát tăng cua thấy không? Bên này cũng không có đụng vô hộp sên hay là ở trên sườn gì, khoảng cách xa lắm thấy không? Sên rất là đều. Đó các bạn nhìn nè. Cái này là mình căng sên là canh là ngay luôn á. Sên ngay, bánh ngay gấp lượng luôn các bạn. Khoảng 99,9%. Đó, sên rất là im, sên không có vũ, không có kêu cọc cọc gì hết các bạn. Nhưng mà hàng Việt Nam chất lượng cao bởi vì hơi cây cảo. Giờ tốn tiền đi mua cây cảo, lỗ rồi. lần nào mà mỗi lần gáp vô chặt sên cái bộ sên này nha, đúng bộ sên này mới gì. Gáp bộ sên này vô là rồi, hư cảo. Chế lại gắn cái cây cảo này nè. Gắn cái cây nhỏ trong này thì cảo sên không được, tại vì cây nhỏ trong này nó làm bằng thép hay bằng cái gì á, cứng lắm. Mình được rồi, công mình cũng lấy cây đinh gì mình chế nhưng cảo sên không được. Chế nó bị cong hết trơn. Nó không có bằng cái cây đúng gốc của nó. Đó. Sên rất êm. Không nhảy không gì luôn. Mỗi lần cảo sên là tốn tiền mua cái cảo mới. Thôi, lên nói nha các bạn nghe chơi về bộ sên 10 ly như thế nào. Thì các bạn có xài xe gì không biết thì các bạn đừng có nên xài sên 8-9 ly, xài sên 10 ly cho nó tốt cho xe mình nha các bạn. Sên 10 ly mình xài bền, nó không nhảy mà nó lại lâu nữa, lâu hơn. Bữa nay mới cúp điện nên quét dọn tiệm, lại dọn tiệm cho nó trống, mà nãy giờ khách quá trời khách luôn rồi, không có, chưa dọn kịp đồ để lưu bu trơn. Thôi vậy thôi,
tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Và hãy xem kênh mình thì hãy đăng ký channel của mình và like để cho kênh mình mau phát triển, để mình có tinh thần làm clip nhiều hơn nha các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn.